Rồi, ok, xin chào các bác. Thì vừa rồi ấy, em đã thử cho các bác gần như là tất cả những cái hiệu ứng phát sáng của cái bàn phím Edora 361W này nhé. Thì trong những clip trước của em ấy cũng có rất nhiều các bác hỏi về cái bàn phím này. Thì đây là một cái bàn phím của một cái thương hiệu Việt Nam thôi. Cũng có rất nhiều các kênh YouTube làm về cái bàn phím này rồi. Thì cái bàn phím này em nghĩ đó là một cái bàn phím cơ Bluetooth mà anh em đáng để sử dụng vì cái giá của nó rất là rẻ thôi. Nó tầm khoảng hơn 800 nghìn một chút. Đợt trước nó còn dưới 800 nghìn cơ. Nhưng mà đợt này thì giá cả nó leo thang rồi. Cho nên nó hơn 800 nghìn một chút. Thì cái bàn phím này ấy, cấu tạo hoặc là những cái chức năng của nó ấy, thì em thấy là cũng có rất nhiều kênh nói rồi. Nhưng mà hôm nay em sẽ nói lại cho các bác biết sâu hơn là cái chế độ kết nối của nó. Tại vì em thấy là nhiều kênh chỉ là PR cho nó thôi chứ cái thực dụng của nó như thế nào thì nhiều khi là người ta không nói tới nhiều. Cho nên hôm nay em sẽ nói qua cho các biết nhé. Thì trước tiên về cái ngoại hình ấy, đây thì các bác có thể thấy là cái bàn phím này ấy, nó chỉ là cái nhựa ABS thôi và cái phím của nó là phím double shot ấy. Nói chung là mấy cái từ tiếng Anh đấy em cũng không phải là chuyên ngành nhưng mà em thấy là nó là một cái chất liệu mà em thấy là ổn, gõ cái thứ cái chất liệu gõ trên này cũng rất là ổn, không vấn đề gì cả đấy. Còn cái led ấy, thì em thấy là nó rất là sáng, như các bác vừa thấy ở đầu clip ấy, led rất là sáng luôn và nhiều cái chế độ để các bác lựa chọn thì em thấy là rất là vui, là rất là cái vui mắt ấy. Đấy, cho nên là em thấy là nó ổn. Thì đây là cái tên của nó đây. Đây, có tem bảo hành của shop luôn. Nói chung là cái này bảo hành 24 tháng thì phải. Và ở dưới này nó có một cái công tắc on off đây. Thì ở cái chế độ đây, đây là cái dây theo máy của theo cái bàn phím này nhé. Thì ở cái chế độ off này này, khi mà các bác cắm cái dây vào, ví dụ như các bác kết nối cái dây này với cái máy tính ấy, thì khi các bác cắm dây vào hoặc là dây sạc thôi thì nó cũng sẽ tự bật cho các bác chế độ là kết nối với máy tính hoặc là nó tự bật luôn cái Bluetooth nhé. Cho nên là các bác nào mà ở nhà ấy, khi mà cắm vào máy tính ấy, thì các bác không cần phải bật cái nút on này lên, chỉ cần để ở cái nút off là cũng đã sử dụng được rồi. Đấy. Còn khi nào các đi ra ngoài hoặc là không dùng đến cái dây sạc ấy, thì các bác mới bật cái nút on này lên để mà bật cái chế độ kết nối Bluetooth nhé. Đấy, thì hiện tại em sẽ giới thiệu cho các bác trước là cái khi mà cắm dây thì nó như nào. Đây. Hai cái miếng này là em dán thêm lên nhé. Hai cái miếng này em dán thêm để mà em để ở trên cái mặt phím này nó không bị trượt thôi. Cái này dán thêm thôi. Rồi, ok. Cắm vào đây. Thì là ở cái chế độ cắm dây này thì các bác biết đấy, nó sẽ kết nối trực tiếp với cái máy tính của mình. Thì cái máy tính em ở đằng trước kia, ở đằng trước kia kìa, thì các bác cũng không cần phải quan tâm nó đâu. Thì nó có hai cái chế độ, đó là để em bật cái loa của máy tính lên đã. Rồi, chờ em chút. Thì em muốn làm cái clip này để mà nói rõ cho các bác về cái kết nối của con bàn phím này thôi, cho nó các bác nào mà dùng ấy thì dễ dàng. Thì đây, khi mà cắm ấy, cắm vào máy tính ấy, thì nó sẽ có hai cái chế độ cho các bác lựa chọn, đó là kết nối bàn bàn phím bằng cái phím không dây, bằng cái phím à bằng cái dây này, và chế độ thứ hai nữa là kết nối không dây bằng Bluetooth. Thì các bác sẽ chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ bằng một cái nút là FN và nút Tab này, ấn nút FN này, không nút Tab này. Đấy, đấy là nó đã ngắt kết nối giữa cái bàn phím này với cái PC rồi. Và đang ở chế độ này thì nó sẽ kết nối với cái Bluetooth. Thì đây, ví dụ em dùng cái Bluetooth của em đây. Đấy, đấy cái tên bàn phím này nha các bác. Đó, Era này, đấy, kết nối này. Đó, chờ chút. Thì nếu như ở cái chế độ này ấy, các bác vừa vừa mới ngắt ở cái PC đi ấy. Đấy, thì các bác cũng phải kết nối với cái bàn, để em cho lên một chút nhá, để cho nó dễ nhìn con Win này. Đây. Thì nếu như các bác đang ở cái chế độ
kết nối bluetooth này, thì tại vì con Win này em chưa kết nối với nó lần nào cho nên nó không biết. Thì các bác muốn kết nối với con Win này thì các bác nhấn nhấn vào cái chữ thích đây này, ở trong này này các bác nhìn thấy không, nó có cái bluetooth 1 này, bluetooth số 2 này, bluetooth số 3 này, đấy nó có sẽ kết nối được là ba cái bluetooth khác nhau nhé. Thì đây em sẽ làm ví dụ cho các bác một cái kết nối trước. Ví dụ như em muốn con Win này nó kết nối ở cái vị trí số 1 này, thì đây trước tiên em sẽ nhấn nút Fn này, Fn và nhấn vào chữ số 1, chữ Q này này, đấy nó nhấp nháy như này, có nghĩa là đã chọn vào chế độ 1. Và tiếp theo ấy các bác nhấn vào cái nút Fn và chữ P này này, đấy, để gọi là chữ P đấy, để mà kết nối, để mà cái Bluetooth của cái máy này, của cái bàn phím này nó hoạt động. Đấy, các bác nhấn mà nhấn giữ một lúc nhé, đấy chờ cho cái nút đấy, nút P này nó sáng nhấp nháy như này, nó sáng nhấp nháy này, thì các bác vào lại cái điện thoại đấy, các bác vào lại nhé, và hẳn em sẽ vào hẳn sâu trong cái Bluetooth để cho các bác nhìn nó rõ hơn. Đây thì khi mà vào sâu trong Bluetooth này này thì các bác sẽ nhìn thấy cái bàn phím ERA, các bác nhấn vào để mà kết nối nó thôi. Đấy thế này, nó sẽ yêu cầu là ghép nối vào thôi. Đó, ghép nối như thế là xong rồi. Có nghĩa là ở cái số 1 này này, chữ Q này này, nó đã kết nối với một cái thiết bị Bluetooth. Đây, em kết nối rồi nhé, em sẽ thử đánh văn bản cho các bác xem nhé. Đó. Đó, em đánh văn bản rồi đấy. Đấy, các bác có thể nghe được cái tiếng. Đó. Rồi, thì nó đã kết nối với cái Bluetooth số 1 với con Win này của em rồi nhé. Rồi, ví dụ em muốn kết nối với một cái máy số 2. Ví dụ như con Trần Thị. Đây, ví dụ em muốn kết nối với một cái con số 2 nhé, con G8 của em đây, thì em sẽ nhấn cái phím Fn này và tiếp tục là cái số 2 này, chữ W này. Đấy, các bác có nhấn vào, nhấn Fn này, nhấn số 2 này. Đấy, nó cũng sẽ nhấp nháy như này. Rồi, và sau đó thì các bác cũng lại chọn cái phím Fn và chữ P ấy, để các bác tìm kiếm cái Bluetooth số 2. Nhấn vào, nhấn giữ một tí. Rồi, nó nhấp nháy như thế rồi. Thì các bác vào con G8. Các bác cũng vào hẳn cài đặt đi. Và hẳn cài đặt Bluetooth luôn nhé. Đây, và các bác bật Bluetooth của con G8 lên. Chờ tí để cho nó tìm kiếm. Đó. Chờ tí, nó chưa xong đâu. Ôi, nhiều thế. Các bác chờ tí nhé, cho nó kết nối, để em sẽ kết nối cùng lúc ba thiết bị cho các bác xem. Đấy thì nó đã tìm thấy cái ERA 361 rồi đó, các bác nhấn vào chọn nó để kết nối đó, ghép đôi rồi đã xong nhé. Em cũng sẽ vào cái tin nhắn để em nhắn tin cho các bác biết như thế nào. Đó, vậy là nó đã kết nối với cái kết nối với cái điện thoại số 2 này nhé. Nào, điện thoại số 2 em để đây. Để đây đi. Đấy. Đây là số 1 này, con Win này. Để cho nghiêng nghiêng tí cho các bác nhìn rõ nhé. Đó. Vẫn đang kết nối với bàn phím số 2 nhé. Rồi, tiếp theo em muốn sẽ kết nối với cái một thiết bị thứ ba nữa. Thì em sẽ nhấn cái chữ Fn này và cái chữ E này. Đây này, cái số 3 chỗ này này. Đấy, nhấn này. Đó, nó chớp chớp như thế. Rồi, xong. Các bác tiếp tục là ấn chữ Fn và chữ P. Đó, nó nhấp nháy rồi nhá. Đó, và các lấy một cái thiết bị thứ ba. Đây, ví dụ em có con iPad đây. Em sẽ vào cái Bluetooth của con iPad của em đây. Thì để một lúc để nó chờ, để nó tìm kiếm. Đó, chờ tí, các bác chờ tí nhá. Clip cũng có thể là sẽ khá dài, cho nên các bác nào mà muốn sử dụng cái con này nó chuẩn nhất ấy, thì các bác cố gắng xem thôi. Con này bác được tìm thấy lâu, hình như là nó có kết nối trước rồi, cho nên là em phải quên này đi.
Để em tìm lại nhé. Đó, tìm lại này. Vẫn là cái P này vẫn đang nhấp nháy nhá. Đó. Bác chờ nó tí. Đó. Và theo nó đã tìm được cái ERA 361 rồi, nhấn vào để kết nối. Rồi, đã kết nối với ERA nhé. Thì em sẽ vào một cái gì đó để em nhắn tin. Đây, ví dụ vào Facebook chẳng hạn. Đây, vào cái bạn đang nghĩ gì cho nó nguy hiểm. Rồi đây, ví dụ em viết này. Đó. Em đang viết bằng cái bàn phím nhé. Rồi. Đó thì là cái iPad này em đã kết nối nó với cái thiết bị số 3 này nhé. Cái bàn phím này kết nối với thiết bị số 3 là cái iPad. Thì bây giờ giả sử như em muốn chuyển lại cái kết nối số 1 chẳng hạn. Lúc nãy em kết nối số 1 với cái con Wing này mà. Thì em sẽ làm như thế này. Các bác chỉ cần nhấn Fn và chân chữ Q thôi. Fn này, Q. Đó. Chờ một tí là nó đấy, nó sẽ trở lại với con Wing này. Thì đây. Em mở ra để em cho các bác biết là em đã kết nối với con Wing này. Đây. Nhấn vào đây để kết nối này. Đó. Và các bác thấy chữ nó hoạt động gì đúng không? Đó, các bác thôi như thế là các bác cũng biết rồi đó đó nó cái chữ chạy này đó. Thì bây giờ em muốn kết nối với cái thiết bị số 2 ấy, thì em lại rất đơn giản thôi, các bác nhấn Fn và nhấn chữ W này, Fn W đó, chờ nó nhấp nháy như thế. Đó là kết nối với bàn phím số 2 rồi, mở cái bàn phím số 2 ra này. Đó các bác viết lại này. Đó. Đó, ok. Và muốn kết nối với cái thiết bị số 3 ấy, các bác nhấn Fn ấn số 3 chữ E này. Đấy thì các bác cũng ra được cái số 3 này. Đó, nó rất đơn giản thôi, rất là nhanh gọn. Đó. Và nếu như các bác vẫn đang cắm dây như thế này nhá, thì các bác muốn kết nối lại với cái PC của mình ấy, thì chỉ cần nhấn nhấn Fn và chữ Tab này thì nó sẽ kết nối lại với cái PC cho các bác. Đấy, cái PC của em nó vừa thông báo là đã kết nối rồi đấy. Và em đánh văn bản ở trên này thôi. Nó rất đơn giản như thế thôi. Đấy là ở chế độ mà kết nối mà có dây nhé. Đấy, còn khi mà các bác rút hoàn toàn dây ra ấy, rút hoàn toàn dây ra, đây. Thì rút hoàn toàn dây ra như thế này thì các bác bắt buộc là phải bật bật cái nút công tắc on này lên on nhé. Này, on. Đó thì các bác mới sử dụng được. Thì đây thì lúc nãy em đã kết nối nó với ba cái thiết bị rồi, thì em sẽ lặp lại xem thế nào nhé. Thì bây giờ là bật on rồi đúng không, thì em sẽ muốn nó kết nối với cái thiết bị số 1 ấy, thì em ấn Fn số 1. Đó, các bác chờ tí xem nó có kết nối không. À, lúc nãy mình các bác phải 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 thoát cái chế độ kết nối với PC đã bằng cách là nhấn chữ Fn và chữ Tab. Đấy, để nó trở về cái kết nối với những cái thiết bị Bluetooth, nó ngắt cáp đi ấy. Đấy, thì các bác muốn kết nối với con Wing số 1 nhé, các bác nhấn Fn số 1. Các bác chờ một chút, đấy con Wing nó đã sáng rồi này. Đấy, đấy. Em tiếp tục em viết nhé. Đó, các bác thấy dòng chữ nó chạy không? Rồi. Và các bác muốn kết nối với số 2 thì cũng thế thôi. Đấy. Chờ tí con số 8 này, đấy, con G8 này sẽ sáng. Đó, ok. Và kết nối số 3 cũng thế thôi. Đấy, em kết nối với cái thiết bị số 3 rồi. Đấy thì nó rất là đơn giản thôi. Khi mà các bác ngắt cái dây này ra ấy, khi mà các bác ngắt cái dây này ra ấy, thì nó chỉ có sử dụng được Bluetooth thôi, và các bác cũng phải chuyển về Bluetooth nhé. Thì nó rất đơn giản như thế thôi. Còn một số cái chức năng nữa như kiểu là tăng giảm độ sáng này này. Đây, ví dụ như các bác muốn tăng giảm độ sáng của cái đèn LED này ấy, thì các bác nhấn vào đây. Ví dụ các bác muốn giảm độ sáng này, đấy, tăng độ sáng này. Đấy. Nói chung là cái này thì nó à đây, đây là tăng giảm độ sáng cho các bác đây. Đấy, các bác muốn tăng giảm độ sáng này. Đấy. Đấy, độ sáng nó sẽ giảm đi này, đấy. Lên này, lên này, lên này, lên này. Giảm này, giảm này, giảm này. Đấy, đây là cái tăng giảm độ sáng nhá. Còn cái nút dưới này này, cộng trừ như thế này này, thì nó là cái mà để cho các bác
tăng độ nhanh hay độ chậm của cái hiệu ứng ấy. Đây ví dụ như cái hướng này chẳng hạn, đây nó cứ sáng mờ mờ rồi lên ấy. Thì các bác muốn nhanh lên đúng không? Các bác nhanh lên này, thì nó sẽ sáng nhanh 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 lên hết cỡ rồi đấy, nó sẽ nhanh lên này đấy. Các bác chậm đi này đấy, nó rất chậm đấy. Thì mấy cái cơ bản đấy thôi. Nói chung là, và các bác muốn thay đổi các hiệu ứng đèn LED ấy, thì các bác nhấn Fn và cái dấu này này đấy, thay đổi chế độ này, thay đổi này, thay đổi này, thay đổi này, thay đổi này, đấy, thay đổi này, thay đổi này, đấy, đó, thay đổi, thay đổi, đó, thay đổi, đó. Nói chung là cái bàn phím này em thấy nó rất là đáng dùng và em đã sử dụng nó thay cho tất cả những cái bàn phím mà em đã sử dụng từ trước đến nay. Mấy bàn phím giả giả cơ để các thứ, nói chung là nó không được tiện lợi, thì cái bàn phím này em thấy nó rất là tiện lợi luôn. Thứ nhất là nó có thể kết nối được trực tiếp với PC bằng cái dây cáp này, hoặc là PC của các bác ấy, PC của các bác mà có Bluetooth nhé thì nó cũng kết nối được luôn đấy. Và nếu như không có Bluetooth nhé, cái PC của các bác không có Bluetooth ấy, thì nó hoàn toàn có thể kết nối với PC bằng một cái dây, và đây là cổng C luôn nhé. Đấy, kết nối bằng cổng C luôn, nó rất là tốt, nó rất là tiện tiện lợi cho bây giờ. Và cái pin của con này này, cái pin của con này nhé, thì nó là cái pin 2000 đấy, cũng có rất nhiều reviewer khác nói rồi, thì cái pin này nó là 2000. Và nếu như các bác mà sử dụng cái cắm với cái dây này này thì thoải mái đi, dùng tẹt 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 luôn. Còn nếu như các bác không cắm dây mà chỉ sử dụng cái chế độ Bluetooth ở đây thôi ấy, thì ít gì nó cũng phải dùng được cho các bác khoảng được em sử dụng rồi. Tuy nhiên đó là cái mức độ sử dụng của mỗi người thôi. Còn nếu mà các bác nào sử dụng nhiều ấy, liên tục ấy, thì chắc em nghĩ nó phải được khoảng tầm tầm gần 1 ngày ấy. Đấy. Còn nếu mà sử dụng ít như em thì em sử dụng nó tầm 1 tuần em mới phải sạc. Cho nên là cái bàn phím này em thấy là nó ổn về pin và kể cả các chức năng của nó, các tiện dụng của nó rất là ổn. Đấy, và hoàn toàn thì các bác có thể độ thêm pin cho con này được nhé. Độ thêm pin này, độ cả keycap này, nói chung là độ gần như được tất cả luôn. Thì cái bàn phím này em đang sử dụng cái switch là em muốn tháo nó ra đây nhưng mà quên để cái keycap, để cái lấy keycap ở đâu rồi. Thì cái này em đang sử dụng là cái switch là màu đỏ nhé. Thì cái màu đỏ ấy, nó cho cái tiếng gõ ấy, nó nhỏ hơn, nó mượt mà hơn ấy, và nó nhẹ hơn ấy. Thì các bác muốn mà nó gõ nó nặng hơn, gõ nó đầm hơn ấy, thì các bác có thể chọn cái keycap màu brown hoặc blue ấy, thì nó sẽ cho cái tiếng gõ nó khác hơn. Đây, đây là tiếng gõ của cái bàn phím này này, em gõ đại cho nhé. Đây là cái tiếng mà nguyên bản gốc của cái bàn phím này nhé. Còn nếu như các bác nào muốn nó êm hơn nữa thì các bác có thể là tra dầu mỡ vào dưới cái switch ấy, thì nó sẽ cho cái tiếng nó nhẹ nhàng hơn, nó mượt hơn. Tuy nhiên thì đối với em thì em lại thích cái tiếng nguyên bản của nó như này, cho cảm giác là mình đang gõ cái phím. Và đây là một bàn phím cơ hoàn toàn nhé, Bluetooth đàng hoàng. Và như cái thiết kế này, thì cái bản này nó có màu đen và màu trắng nữa, thì em đang dùng cái bản màu trắng. Thì cái bản màu trắng này nó sẽ cho cái nhìn cái LED RGB nó ngon hơn, nó sáng hơn, nó đẹp hơn đấy. Còn các bạn nào thích màu đen thì cũng có màu đen nhé. Đây, em sẽ cho các bác nhìn tổng quan cái bàn phím này một chút. Đây, đây là mặt trước của nó đây. Hơi sáng các bác nhỉ? Tại vì màu trắng mà. Đấy. Thì rất là nguyên khối, các bác nghe không? Nguyên cái dưới này là một cái khối liên lạc luôn, để em cho rộng rộng là một chút. Đó. Rồi, thì hai cái miếng này là cái miếng dán thêm đấy nhá. Và cái này nó không có cái chân kitten đâu, để mà các bác nâng cao cái độ nghiêng của cái này lên đấy, thì cái này nó không có nhá. Thì các bác có thể là chế hoặc làm gì đấy, nhưng mà em thì em không, thực sự là em không cần thiết cái đó nên em chọn cái này. Đó, thì đây là cái hoàn thiện của nó, em thấy là hoàn thiện rất là tốt luôn,
chân si này, và đây là cái độ độ nghiêng của bàn phím này, để các bác nhìn thấy này. Đó, nó không phải là một mặt phẳng hoàn toàn đâu nhé. Đây, ví dụ như con Win này đây. Đấy. Nó không phải là một cái mặt phẳng hoàn toàn đâu nhé, mà nó hơi hơi có một đường cong ấy. Thì cái chữ cái thiết kế kiểu đấy em không nhớ tên tiếng Anh nó gì đâu, nhưng mà các bác có thể thấy nó đang như vậy. Đó, rồi. Thì em sử dụng cái bàn phím này nó phải được tầm khoảng một tháng này rồi. Thì em thấy là nó đối với cái nhu cầu của em ấy, em thấy nó rất rất là ổn luôn. Đối với nhu cầu của em thôi nhé. Tại vì nhu cầu của em ấy không phải là cái dân văn phòng, không phải là đánh máy nhiều. Cho nên là em cũng không cần sử dụng một cái bàn phím nó full size, nó có dãy phím số đây nữa thì em cũng không cần thiết. Và đây nó chỉ là bàn phím 61% thôi. Cho nên em thấy nó rất là ổn luôn. Nó cũng có những cái F1, F2 đến F12 luôn. Xong rồi những cái phím điều hướng mũi tên ở đây. Đó. Nói chung là như vậy đối với em là đủ rồi, không cần thiết phải nhiều thêm nữa. Và em nghĩ đây là một cái bàn phím mà nó gọi là cho những anh em nào mà mới tập tành chơi cái bàn phím cơ ấy. Đấy, nó rất phù hợp và giá nó rất là rẻ, em thấy nó gần như là rẻ nhất rồi. Còn và nó có thương hiệu nữa, thương hiệu nó là thương hiệu của Việt Nam. Tuy nhiên thì nó lại bằng tiếng Anh thì em không rõ, nhưng mà đây là bàn phím thương hiệu Việt Nam và bảo hành dài hạn cho các bác dùng thoải mái luôn. Cho nên là các bác em thấy là nó rất thích hợp để cho các bác nào mới tập chơi bàn phím cơ Bluetooth hoặc bàn phím cơ mua cái này rất là ổn. Rồi, thì đấy là cái trải nghiệm của em về cái bàn phím này. Còn cái clip mở hộp ấy thì em sẽ để sau đây, các bác nào thích xem thì xem nhé. Rồi ok, chào các bác. Thì cái bàn phím này em bị lừa mua cái quả bàn phím này, nó cũng hỏng rồi các bạn, nó cũng hỏng mấy nút rồi. Nói chung là nó không hoạt động, nó không được ngon cho lắm, cho nên là em không dùng được cái bàn phím này nữa. Đấy, thì em đã mua một cái bàn phím mới, bàn phím này bàn phím Bluetooth nhá, mà có nó là dạng bàn phím cơ luôn ấy. Thì cái bàn phím này nó rất là em thấy là được nhiều người đánh giá ấy. Nó là bàn phím của Edora ấy. Nó là một cái thương hiệu của Việt Nam. Thì cái bàn phím này nó rất là rẻ thôi. Này, nó full box này. Cái bàn phím này giá nó khoảng 800.000 các bạn. Ship từ nữa thì khoảng 850. Nó khá là nặng luôn các bạn. Thì với cái nhu cầu của em thì em cũng không cần phải bàn phím cơ nó ghê gớm cho lắm, nhưng chỉ cần cái này là được rồi. Cái này nó em có thể vừa kết nối với, ôi trời, đúng chắc chắn. Thì cái bàn phím này em vừa kết nối với iPad, Android và vừa kết nối được với cả PC nữa. Cho nên em thấy là nó tiện, em sẽ dùng một cái bàn phím này cho tất cả luôn. Nó có kết nối được ba cái thiết bị cùng lúc rồi mà. Thấy đánh giá thế. Nói chung là mấy cái tính năng thì em cũng không cần phải sâu cho các bác biết, thì các bác cứ lên Google các bác biết cái tính năng của nó xem như thế nào. Tại vì làm mấy cái tính năng thì cũng không phải chuyên nghiệp của em, cái bàn phím mục đích em chỉ để gõ thôi. Em sẽ sâu cho các bác được cái thiết kế của nó thôi. Đây. Này thì đây các bác. Đây. Họ đóng gói rất là cẩn thận các bạn. Em mua cái bột trắng. Đây thì trong cái hộp này nó có một cái túi. Cái túi này. Cái túi này để đựng bàn phím mà khi các bác mang đi lại bằng nhung nhá, khá đẹp. Ok. Đây, một cái dây cáp màu trắng bọc dù, nói chung là hơi cứng nhưng mà thấy cũng được, tạm được. Rồi, làm gì nữa nào. Ôi, đây shop này tặng hai cái lấy keycap luôn và một cái phím Việt Nam. Nói chung là phím cũng chất liệu phím thì cũng bình thường thôi các bạn, em thấy nó nhẹ và nó các bác thấy đây ba vía còn vẫn còn rất nhiều đó. Thì cái phím này chất lượng hoàn thiện nó cũng ở mức bình thường thôi. Đây giấy bảo hành này, đây sản phẩm chính hãng này, bảo hành 2 năm thì phải.
Thôi rồi, cái này thì được. Rồi, đây dưới đây có một cái sách hướng dẫn sử dụng nữa. Rồi, trong này hết rồi các bạn, hộp bỏ ra. Thế đây. Đây là cái bản tìm kè được ra. Ồ, vẫn còn à. Kỹ quá các bạn. À, các thấy này, cái ERA người ta cho mình một cái miếng để chống bụi, đậy lên cũng được. Em bây giờ em mạnh tay quá là nó bể mất cái chỗ này rồi, không sao. À, ok, thì đây, đây là cái bàn phím Edora 361 với kép thì phải, nhớ không nhầm là như thế. Đó. Đây, các bác có thể nghe tiếng như gõ này. Bàn phím này thì em mua cái loại là switch, nó là switch màu đỏ các bác. Đây em mở ra luôn. Đấy. Switch màu đỏ này. Thì cũng thấy bảo là cái switch màu đỏ này nó êm hơn ấy. Đây thay bằng cái màu xanh này. Đấy. Rồi, thay bằng cái nào này, đẹp, nói chung là em thấy được. Bật lên xem nào. Đó. Em tắt điện bớt đi nhé. Xem là cái. Đấy, các bạn nhìn thấy là cái LED RGB của nó. Đấy. Em tắt bớt cái điện kia xem, em thấy nó khá là đẹp đấy. Chờ tí. Cho chờ tí. Rồi. À, quay cho các bác tí về cái. Ồ, đấy. Cái đèn led của nó này. Đấy. Chính như để em xem được cái chuyển led nó như nào. Mới dùng mà. Cái gì các bạn chẳng biết được là thôi, nói chung là cái này thì sơ cho các bác biết được là cái chất liệu của bàn phím này thôi, em thấy là nó cũng được đấy. Đẹp các bạn, nói chung là em thấy nó ổn đấy. Ok thì cái tính năng thì em nghĩ là nó sẽ ổn thôi, vì 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 cũng nhiều cái reviewer khác họ nói rồi thì em không muốn nói nữa, nhưng mà như em thấy như thế này là ổn rồi, bàn phím đẹp. Đó. LED rất là sáng nha các bạn. Ok, cái này thì để mà cào phím cho nó nhanh thôi. Tại vì dạo này chửi nhau nhiều quá, cào phím nó cần phải nhanh hơn. Đó. Ok các bạn. Ai bật điện lại rồi. Đấy, sao cho các bác biết được là cái chất liệu. Cái bàn phím này cầm khá là nặng nhé. À, hoàn thiện nó thì cũng bằng nhựa thôi. Đây, nghe ra đây. Đây, cái đằng sau nó đây. À, cái phông chữ thì trông nó nhòe nhòe thôi, nhưng mà họ kiểu như vậy đấy, không phải là họ cái gì đó. Đây là cái tem bảo hành này, còn áp này. Chỗ này, cái bàn phím này thì không có cái để mà chống lên cho nó cao lên đâu nhé, nó chỉ có y như này thôi. Rồi, ok các bác, thì mà em thấy là bàn phím này đẹp, đáng với cái số tiền khoảng 800 nghìn như vậy. Rồi, ok. À, với cái bàn phím này em sẽ hy vọng là sẽ cào phím nhanh hơn các bác. Rồi, chào các bác nhé.